Giáng sinh năm nay ở Nam California rộn ràng hơn năm ngoái. Thời tiết thuận hòa, se se lạnh, có phần ấm áp, khiến cư dân khắp vùng dắt nhau ra đường thụ hưởng không khí mùa đông, nhất là chiêm ngưỡng các màn trang trí đèn Giáng sinh lồng lẫy khắp nơi. Và nhiều thiện nguyện viên cho rằng đây là cơ hội để phục vụ công chúng trong tinh thần tương thân tương ái lẫn nhau. Đây là cơ hội để phục vụ cộng đồng và tạo khoảnh khắc đặc biệt và an toàn cho gia đình và được hòa mình vào cộng đồng và thành phố. Đây là lúc mà bạn và hàng xóm hàn huyên với nhau và cơ hội để tôi phục vụ. Bà Olsen tổ chức buổi trang trí Giáng sinh miễn phí cho các em nhỏ và gia đình. Bà muốn tạo những cảm giác và khoảnh khắc ấm êm của gia đình và bạn bè vào các dịp lễ Giáng sinh, giống ký ức đẹp bà có được từ lúc nhỏ. Có những khoảnh khắc tôi thấy bố và mẹ ôm con của họ, ngồi im lặng trong giây phút thay vì cứ bận rộn, nắm giữ giây phút ấy và giải nghĩa cho đứa bé về những trang trí Giáng sinh. Đó thật là một bức tranh của tình thương. Riêng các em nhỏ cũng nhân cơ hội này mà thiện nguyện gây quỹ cho các hội đoàn mà các em tham gia cùng với cha mẹ và gia đình. Tụi con ở đây giúp đội North Sunrise giúp đỡ bố mẹ. Chúng tôi đang gây quỹ cho đội bóng chày nhỏ North Sunrise. Rất vui là ở bên ngoài, kế bên cây Giáng sinh, tặng thức ăn của nai rừng và bánh ngọt cho mọi người. Mùa đông ở Mỹ tuy lạnh, nhưng không khí Giáng sinh ấm áp trong tình người nhân ái giữa những ánh đèn lung linh rực rỡ, khiến mùa Noel trở thành một trong những mùa lễ được nhiều người ưa thích.